Dạ bạn, nay mình sẽ đi ra Hội An mua đầu lân nha. Mẫu này bao nhiêu vậy cô? Dây cái đầu vào phía ngoài bao nhiêu vậy? Bao nhiêu cô? 23 là có đèn không? Có không? Không. Cái đó không có đuôi. Không đuôi. Không đuôi, không đèn. Không đuôi, không quần lông rồi luôn. Là 2,3 không? Cái đó đầu lớn lắm. Đầu mua mà thích thì bác sẽ bộ. Còn cái đầu bự nhất bên này thì bao nhiêu chị? 3 triệu 8. Lân sườn. Hai con gì? Đem vô trang rồi mưa chạy dọc vô trang. Thử rồi, cầm thử rồi, lắc thử rồi được không? Cầm lắc thử rồi, cầm lắc thử rồi. Chớp mắt ơi. Chớp mắt ơi. Sáng 1 giờ mới đi xuống đi đây. Giật đuôi ơi. Thấy giật chớp mắt rồi giật ấy miệng ơi, chớp mắt lắc lắc rồi. Sống lên, lắc lắc rồi. Rồi. Ừ. Tay rồi, tay giật không? Tay không giật hả? Tay không giật hả? Xoay lại coi, xoay người lại. Rồi, giật. Rồi, giật mắt giật tay. Rồi. Gửi lại đi. Được rồi. Mà không có đuôi là 2,2 triệu rồi. Thì cứ tham khảo tiếp đi, đi vô trong coi còn mẫu nữa. Đây là mấy cái đầu mẫu lân nhỏ. Wow. Đâu đòi thử được không? Đòi mẫu gì không? Vậy mẫu này à, còn mẫu đó bao nhiêu? Mẫu này 5,5 hả? Để em mượn, cho em mượn mẫu đâu, cầm thử mẫu này rồi. Mẫu này cũng không có đuôi quá vậy, đuôi bắn liền hay không? Đuôi không, không có quần lông rồi. Nếu mà đuôi luôn nữa, quần lông rồi nữa bao nhiêu? Đuôi là tùy đuôi 6-70 hoặc là đuôi 150 đủ giống. Dựng đầu thẳng lại Phúc, dựng đầu thẳng là đội vô bình thường rồi, đội bình thường rồi, đội bình thường rồi. Giật coi cái giật tay với giật mắt được không? Nhưng mà này không có mắt. Không, cái mắt nó không có. À, ấy là con mắt chưa bắt. À, chưa bắt hả? À, chưa bắt mắt. Rồi đâu giật coi thử vô. Giống cái đậu nhà không? Đầu giống đậu nhà không? Đầu này ở trong giống đậu nhà không? Giật coi nhạy không? Không, đây nó bị xúc luôn. Không? À, xúc rồi. Cái đó bán nguyên hộp á. À, nó đậu nhà. Rồi để đi. Gửi lại chị. Chị ơi em gửi chị. Gửi. Còn cái mẫu này. Mẫu này. Mẫu đó 2,3 triệu. À, mẫu 2,3 triệu. Đâu chồng vô thử coi. Cầm quay đây coi. Lùi lại xíu. Lùi nữa đi.
Đâu đây, chấp, chấp chấp mắt ơi, chấp mắt ơi. Cái đó 170. Cũng đèn sáng. Chấp chấp. Chấp nó không được nhạy hả? Con này chấp không được nhạy. Đâu lại xích xích lại Phúc. Xích lại anh rồi. Chán. Chán có đèn không vậy? Con này chán có đèn không? Có đèn. À chưa ráp hả? Quay vòng ngoài sau lưng, quay vòng sau lưng. Miệng ơi. Mạnh lên. Rồi. Đâu dở ra bên trong rồi. Rồi cho coi bên trong rồi. À, này giấy không phải sườn. Làm nhỏ cái đuôi không con? Mẫu này là còn gì không? Mấy đầu nhỏ. Mở cửa có nhọn không chứ? Quạt hay lưỡi? Quạt đĩa. Quạt đĩa. Bao nhiêu tuổi đây? Thằng ở nhà nó học lớp 10, 11 rồi. 11 nó đồ to đi rồi. Đồ to trong đó có mấy con đó. Cái nào đây, cái đây cái 25 nghìn rồi. Không màu đỏ, dạ được rồi, đúng rồi. Bị lấy con mát rồi. Đi ra đây đi, cái này ra con. Đồ hồng đâu? Đồ hồng ở trong kia này, lấy đồ hồng cho nó xem. Đi ra đây. Em bỏ dép ra đi, bởi vì nó bỏ dép rồi. Bỏ dép đi. Do là má bị ướt nhờ nó. Ui có mấy bay trăm rồi không? Đâu đứng ở đây coi coi, đứng ở đây coi được không? Có mấy bay ngàn trăm rồi không con? Có bay trăm nghìn thôi. Rồi đứng ở đây. Lại đây. Dở lên. Đầu hồng đẹp nè. Lấy cái đuôi màu hồng, màu đỏ. Cái đuôi vậy? À cái màu đỏ 20 ngàn á, chị lấy kia lấy đỡ đi. Xoay một vòng. Rồi được rồi. Được rồi. Ok. Thử đầu đỏ không? Chớp à. Quay vòng. Rồi ok. Hả? Thôi được rồi. Ở đây bán rất là nhiều mẫu đầu lơn luôn nha các bạn. Lần để